Tôi máu lên đây đánh lót tuần cuối nè. Tập trung nha. Đánh lót tuần cuối nè, tập trung đây. Nhóm ba FM chuẩn bị sẵn. Nhóm nó nhanh lên Hoàng. Chuẩn bị KD nào. Bây giờ xong. Rồi mít đánh đi. Tan tất cả sơ tan. Tan. Môn vào đứng đi môn. Đứng. Vô ơi, cho con mèo vào mép cái vô ơi. Lúc nào, lúc nào. Nhóm này về băng nha. Chiếp vào đi, chiếp ơi. Lúc nào. Hai, bốn, bốn. Tiếp tục với băng nhé. Chút.
không sao. Bye bye. Nhóm. Ra đây. Chơi bằng nha. Ra đây, ra đây. Hold đam lại. Hold đam của mấy ông lại. Hold đam lại. Rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Rồi. Bấm máu lên. Nghe hiệu lệnh về băng nè. Lên nếp nhầm góc coi kìa. Hai ba, hậu vệ, hai một, 9 giờ chết, 22. 5 giờ chết, bót xuống, 22 giờ ra tất cả. Cố lên đấy đi, cố lên hết giùm mình. Môn vào, kiếp vào. Nhúm. Nhúm. Satan này. Mít đánh. Satan. Satan. Nhúm. Nhúm. Lát cho cường hót. Lúc nào lên này, lúc nào, lúc nào. Lai hát luôn ao em. Lai hát luôn ao em. Cho cờ hó cứu đi. Hồ vệ. Tự né tem kia. Lô ao em. Chuẩn bị nhảy. Về băng nào. Về băng. Ra đây giùm mình. Tem mini chuẩn bị luôn đi. Lô OE, tem mini. Mì nhảy. Chút. Chuẩn bị loa về mình. Cái đó là hậu vệ rồi đúng không? Ừ. Nhảy lên, nhảy lên. Về băng, về băng. Trung. Knockdown. Đánh lên, nếp knockdown. Rồi. Qua sát bên kia luôn đi, chip ơi. Để qua sát bên kia đi. Low AOE giùm mình.
2244. Cẩn thận, tem mít cẩn thận. Loa về mình. Nhúng này về băng nha. Rao nhận, giết nhận giùm mình. Chút. Về băng. Chút. Giết nhận giùm mình đi. Ta đây. Loa AOE giùm mình. Một người loa AOE giùm mình, mắm ơi, mắm. Rồi. Nhúng nè, hai cái nhúng nè. Nhúng về băng. Rồi. KD giùm mình. Nhanh lên. Xong rồi, không có gì hết. Ôi Valin. Xong rồi, cái điện rẻ. Alo, từ anh em ơi, cho tôi hỏi tôi có được tính là pass không? Lệch xác rồi. Ô, điện ngoài tiếng, what the fuck? Không được tính. Ô, bị đít lúc bot còn 5% mà. Phải lồn thật, điệt mẹ. Sao vậy? Tôi có được tính không hả ông ơi? Tôi có được tính là bad bot không? Không. Ông bad. Nhưng mà... Kỳ bad này, sau kỳ bad. Ý là không biết là nếu ô có được tính thì ô sẽ được nhận cái nhiệm vụ... Từ, check kênh bang xem có thành tựu không? Nếu có là thì là được. Còn không có thì là biết. Pháp điện trong máu là không có rồi. À, ông ấy đéo cùng bang đi. Vâng, lúc 5% máu là nhưng mà ra hết giảm cho nên cũng là một tin vui. Sát tôi vẫn còn ở đây chứ. Ờ, đâu rồi? Ở sát thì còn bởi vì lúc là ngoại tuyến thì chả ở đây. Không nha, chỉ vào có máu, chỉ vào không có máu là mất quét rồi đấy. Nhưng mà mất quét, vấn đề là mất quét thôi. Mất hết đấy, không tính là đã xong rồi mất đâu. Là ô bị mất linh hồn ấy. 6 linh hồn. Nghe xui vậy, what the fuck. Thật chả mày thì có một người sang tuần là có một Adansu rồi gì nữa. 6 linh hồn rồi. Sang tuần là 2 Adansu chứ sợ. Con 6 linh hồn. Tôi 6 linh hồn. Thôi sang tuần là phải đưa thêm cho một người nữa thì người ta mới up được đấy. Sang tuần phát là 2 chứ không? 25 linh, 20 linh hồn hay là 25. 20 điểm danh tháng trước là đã có 3 cái rồi. Đây bây giờ